Năm 2020, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Lê Văn Đức nối nghiệp gia đình phát triển nghề nuôi ong mật. Không chỉ nuôi ong truyền thống, anh đã kiên trì tỉ mỉ nghiên cứu và nắm rõ đặc tính của ong. Nhờ vậy mà có thể khai thác mật ong quanh năm tại khu vực Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc. Với quy mô 800 đàn ong, mỗi năm gia đình anh thu được khoảng 3.000 lít mật, tổng thu nhập khoảng 600 triệu đồng. Từ năm 95 thì gia đình tôi, lúc mà tôi sinh ra, thì đã lập nghiệp nghề nuôi ong. Thì đến khi tôi học xong tốt nghiệp 12 thì tôi cũng đi theo hướng của cha mẹ là theo nghề nuôi ong. Cũng được một thời gian dài và để phát triển ngành ong thêm được bền lâu hơn. Rồi cũng đi được nhiều nơi để phát triển, giống như là đi ra các tỉnh ngoài Bắc, Hưng Yên hay là Bắc Giang để khai thác mật nhãn hay mật vải. Trong quá trình phát triển nghề nuôi ong mật, anh Lê Văn Đức nhận thấy để sản phẩm mật ong có giá trị và uy tín thì cần phải xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tháng 8 năm 2022, anh mạnh dạn tìm hiểu hoàn thiện thủ tục giấy tờ, nhãn mác, bao bì, tem mã vạch cho 3 sản phẩm: mật ong cà phê, mật ong dạ quỳ và phấn hoa cà phê, đáp ứng đủ tiêu chuẩn để tham gia chương trình OCOP. Từ những nỗ lực của chàng trai trẻ, cuối năm 2022, cả 3 sản phẩm của gia đình anh Đức đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao tỉnh Gia Lai. Trước khi mà để tham gia cái thương hiệu OCOP này thì tôi cũng đi tìm hiểu rất nhiều nơi, được bạn bè và được các văn phòng nông nghiệp giới thiệu để hướng dẫn cho mình để lên được sản phẩm của tỉnh, và giống như mật ong hoa dạ quỳ, mật ong hoa cà phê với phấn hoa cà phê thì cũng làm hồ sơ để mà cho các phòng nông nghiệp rồi hỗ trợ để cho mình biết. Kết quả được là 3 sản phẩm này đăng ký lên tỉnh thì được 3 sao hết. Tiên phong trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, phát triển kinh tế gia đình. Với những kết quả bước đầu mang lại, anh Đức đã thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cũng như vận động thanh niên trên địa bàn lập thân lập nghiệp. Ngoài ra anh còn tích cực tham gia các hoạt động do đoàn thanh niên xã và địa phương tổ chức. Đức là đoàn viên chi đoàn thôn 4 thì dưới sự hoạt động ở dưới thôn làng thì bạn ấy là cũng là rất là năng nổ, nhiệt tình, chuyên rất thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn như tổ chức các phong trào Tết thiếu nhi mùng tháng 6 hoặc trung thu cho trẻ em. Bạn là một đoàn viên chi đoàn của xã, đã người là người đầu tiên được tham gia, được đăng ký 3 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, nên là rất vinh dự cho đoàn viên của chi đoàn, nói chung là đoàn xã luôn. Dám nghĩ, dám làm, từng bước nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm do mình sản xuất. Những thanh niên như Lê Văn Đức đã và đang khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế và nhiều lĩnh vực khác.